OK, yes. OK, các bạn đây chính là giao diện của cái tool Optimizer do bác ritech 09 bảo chế ra. cái tool này có tên là Optimizer và khi ông bạn chạy lên thì nó sẽ phát hiện được cái win của bạn đang xài là cái win gì. Ví dụ của mình là Windows 10 Enterprise bản 2019 64 bit. Rồi, OK. Chúng ta sẽ có những cái mục như sau. Mục đầu tiên là Universal. Ở đây bạn thấy này, nó sẽ có những cái phần ví dụ như enable performance tweak, có nghĩa là chúng ta sẽ bật cái tính năng mà tăng cái hiệu suất cho máy tính đấy. Đây thì mình sẽ mở lên luôn. Đấy, bấm lên mở lên. Rồi disable network tolling. Đây, mở lên. Rồi tắt defender mở lên. Tắt system restore. Tắt Rinse service. tắt media Layer sharing rồi tắt fax service. Những cái tính năng này hầu như chúng ta không xài. chúng ta sẽ tắt hết đi. Rồi tắt error reporting, tắt home group, tắt super fast tắt telemetry task. Những cái này là nó về cái gọi là cái privacy data đó, chúng ta ít xài lắm, tắt hết đi. tắt office telemetry, telemetry, office tắt luôn. Capability Assistant tắt luôn, Smart Green tắt luôn, Sticky Key tắt luôn. Nói chung là những cái phần này toàn là những cái tào lao mà tắt hết. Rồi ở trong Windows 10 chúng ta có cái gì? Enable Legacy Volume Slider. Cái này là nó về cái phần là hỗ trợ cho bên cái Windows mà chạy cái chuẩn Legacy á. Thì nếu bạn nào mà chạy cái này thì bạn mở này lên, còn không có thôi. Rồi Taskbar Color cái Taskbar Color là cái này quỷ này Tắt luôn Disable Quick Access History Cái History ở đây này các bạn Đây này Ở cái phần mà Quick Access nằm ở đây này Ví dụ như khi các bạn mở bất cứ một cái gì đó Thì nó sẽ lưu lại đây Ví dụ như lần trước mình có mở cái Key VM 16 này Thì nó sẽ hiển thị đây Thì ví dụ như bạn không muốn hiển thị Thì bạn sẽ mở lên để tắt nó đi rồi start menu add những cái quảng cáo ở trong cái start menu tắt đi. Rồi Dark team này. Đấy các bạn muốn xài Dark team thì bạn enable lên còn không thôi. Rồi xóa cái OneDrive này, enable, xóa OneDrive. Disable My People là cái ứng dụng mà People trong Windows 10 không thích xài thì disable đi. Nói chung là những cái này là những cái app rác các bạn. Các bạn không xài thì các bạn cứ tắt hết đi nha. Rồi enable long path bỏ luôn. tiếp tục cái này là cái đường dẫn dài này đường dẫn dài ví dụ như bạn thấy là chẳng hạn như cái này Đây bạn vào những cái này bạn ra cứ mở nhiều 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 thì nó sẽ ra thật là nhiều đường dẫn dài đây thì nó sẽ ngắn bớt đi cho bạn đơn giản thế thôi thì cái này thôi mình bỏ lên đi không có enable rồi automatic update bạn nào không thích update thì bạn sẽ disable đi đơn giản thôi rồi exclude drive form update rồi tắt luôn disable telemetry tắt này đi này cái quỷ này nó về cái phần mà privacy á, nó sử dụng cái data ở cái băng thông internet của bạn ấy. cái này hầu như ít sai xài lắm các bạn tắt nó đi nhá rồi disable privacy option tắt luôn disable silent app install cái này là tắt đi cái tính năng mà những cái phần mềm cái dạng mà cài tự động á cài tự động ha có những cái phần mềm chẳng hạn mình nói là phần mềm hỗ trợ tải nhanh idm đi internet download manager thì nó sẽ có những cái phần mà giống như phần mềm mà rắc sẵn rồi đó. bạn chỉ việc click một phát là tự động nó chạy lên nó cài vào và rắc luôn cho bạn thì nó gọi là phần mềm silent thì nếu mà bạn bật tính năng này lên thì những phần mềm nó sẽ không chạy được nha còn nếu mà bạn không có xài những cái đó thì bạn bật đây luôn bỏ đi rồi mình sẽ disable Cortana không xài Cortana tắt đi disable sensor service những cái cảm biến dịch vụ cảm biến này cái này thì không xài bỏ luôn ha rồi remove cast to device ví dụ như bạn mà không xài tính năng này thì bạn có thể bỏ còn nếu mà ví dụ như bạn hay dùng tính năng này để bạn trình chiếu có nghĩa là này nó sẽ chiếu lên màn hình lớn bên ngoài hoặc là chiếu lên những thiết bị khác thì ví dụ như bạn xài thì bạn để lại còn nếu bạn không xài thì bạn bật này lên Đấy. thì mình cũng chả xài này bao giờ bỏ luôn rồi disable window ink tắt cái thằng này giống như là cái cái, cái gì ta hệ màu à rồi cái này không xài thì cũng tắt đi nói chung là cái nào không xài tắt đi rồi disable spelling and typing spelling typing cái này cũng không xài này tắt luôn xbox live không xài bỏ luôn game 3 không xài bỏ luôn tại vì mình chả giờ mình quay game 3 bao giờ rồi insider service bạn mà không có sử dụng những cái windows insider thì cũng tắt đi luôn rồi feature update những cái tính năng mới nó nhận những cái bản cập nhật mới của windows ấy. thì nếu như bạn mà muốn có một cái bản windows mà ổn định mà nó không có bị tự động cập nhật lên những bản mới để nó không bị giật lắc thì bạn cũng tắt mấy càng update đi nhá tắt luôn rồi cloud clipboard tắt luôn đám mây rồi universal window app ở trong này có những cái cái app mà có sẵn trong Windows ấy không ví dụ như là đây ba cái quỷ này là cái gì ấy? chọn luôn đi rồi input app microsoft add plugin account control Tắt này syntax service tắt luôn này microsoft bio enroll tắt microsoft redial hard rồi tắt hết mấy quỷ này luôn microsoft add này develop tool này tắt luôn tắt hết mấy quỷ này rồi chúng ta sẽ select all này rồi ok uninstall nha là nó sẽ xóa yes nó quất một phát rồi ok luôn Đây là xóa hết Mình quên mất những cái mục này lúc nãy làm xong á Nãy các bạn làm xong các bạn nhớ Apply và khởi động mới lại nha Apply và khởi động lại nếu mình quên mình chưa nhấn cái này Chưa nhấn thì nó không có giá trị gì hết nha Ví dụ như cái mục này này Đã cái mục này là chúng ta phải apply and restart Có nghĩa là cho nó chấp nhận và nó khởi động mới lại Xem bị lỗi hay không Đây các bạn mình sẽ nhấn vào đây nha Nhấn vào đây và nhấn yes cho nó khởi động lại Ok các bạn, nó vẫn khởi động bình thường và nó vẫn vào win. vẫn khởi động bình thường vẫn vào win. Rồi thì ở đây coi xem chuyện gì xảy ra nha, không có chuyện gì xảy ra cả. Cái này là do mình chưa có cài cái driver của Nvidia thôi, không có gì hết. Các mạng và các âm thanh vẫn còn nha, không phải lo. Đấy. Rồi, mình mở lại cái tool nãy này. Có nghĩa là lúc nãy mình quên mình chưa nhấn apply cái tool các bạn. Đây. Rồi qua cái mục thứ hai là Windows 10 này Lúc nãy mình mở những cái này lên rồi mình chưa có apply Bây giờ mình sẽ apply nó để cho nó thực thi những cái này nha Apply Ah, Yes Ok vẫn chạy bình thường và chả có chuyện gì xảy ra các bạn Cái này các bạn đừng quan tâm nha Để lát mình cài cái driver Nvidia vào là nó mất à Rồi ok Ta lại tiếp tục tay chạy nha Để mình lôi này ra ngoài luôn đi Đây lôi này ra ngoài Rồi chạy lại này Yes Ok vậy là chúng ta đã chạy được ba mục, mục thứ nhất, thứ hai, thứ ba chạy hết rồi và Windows nó vẫn chạy bình thường, không bị lỗi gì hết. Thì chất ra thì cái này nó nằm ở trong những cái mục mà tối Windows mình đã từng làm. Ở đây người ta chỉ là làm ra thành một cái phần mềm như thế này, nó giống như một cái app như thế này để các bạn chạy lên các bạn là một lượt, các bạn khỏi phải tìm những chỗ khác thôi, chỉ đơn giản thế. Rồi phần startup này thì những cái nào mà các bạn cái phần mà nó khởi động Win ấy, cái nào mà không chạy thì các bạn à remove đi thôi ha, remove đi. Đấy, là nó không có chạy nguyên win thôi. Rồi, ok, common app, mình app. Cái này là ví dụ các bạn muốn tải cái phần mềm nào, cái này tải nhanh ấy, nó giống như là cái Ninite ha, Ninite. Đấy các bạn muốn tải cái nào về các bạn chọn vào tải luôn. Chẳng hạn dụ như ở đây để mình coi xem có cái nào tải được nha. Có nào sành ngon ngon không? coi thử nào. Chrome mình xài rồi, tải rồi Notepad cộng thì không xài Ok, cái nào các bạn cần xài thì các bạn tải về nhé Đấy, rất là ok, rất là good Cái này không xài Ok, 7 zip mình có rồi WinRar OneDrive VLC này Fubar, WinName Những cái nào mà các bạn chưa có các bạn có thể tải về ha OK, giờ ví dụ như mình tải thằng Rufus này đi, tải đại cái cho nó có gọi là tải không? Rồi OK, chúng ta sẽ nhấn vào Install luôn đi, Install after download, download. OK, này nó đang tải về đây các bạn. Đó, hiện lên này, hiện Rufus lên. đó rất là OK ha, cũng tiện. Nói chung là cũng tiện. Những cái app này là những cái app mà chúng ta có thể sử dụng tiện lợi cho máy tính nha rồi bên cleaner cleaner thì có cái gì ở đây nó sẽ có là xóa file tem này xóa những cái lock của Windows này refresh cache cái này là cái super fast rồi bsd này report empty recycle bin đấy empty recycle bin ví dụ như mình tạo một cái đây đây rồi mình xóa cho nó có trong thùng rác nó có này tí mình thử empty xem nó có không nha rồi xóa cái uturin cache file ok mình sẽ select và mình cho nó xóa này clean thấy không mất rồi sạch sẽ ok tuyệt vời ha rồi host host này thì có cái gì cái host file cái này là các bạn có thể chỉnh sửa hoặc là xóa đi những cái ở trên cái cái host các bạn này về mạng ha quốc networking ok retrieve retrieve thì này có gì task manager command file control panel folder option run dialog right click menu Windows firewall cái này sẽ enable này lên enable này lên thôi cái này chúng ta chọn hết đi, chọn hết và chúng ta sẽ fix nó, nha, fix lỗi, sửa lỗi tất cả những cái này ở trong cái Tree ok, thằng này fix đây, fix, fix, chả có gì để fix cả, chả gì để fix cả, rồi, ok, cái này để sửa lỗi trong Tree các bạn nhá, iterator, cái này là thêm phần mềm ra ngoài desktop này rồi đây các bạn có thể thêm đây add hoặc là modify để các bạn thêm những cái phần mềm nào đó ra ngoài desktop này không ai cần đồ này kia chỉnh sửa nó hoặc là bỏ đi này run dialog cái phần này thì thôi mình không có dùng rồi option choose your theme cái này là cài cái theme vào các bạn thích cái theme nào các bạn cài vô ví dụ như đây có cái theme này thử coi check for update ok view view chain Em có team nào trên lock Team team Reset configuration Yes Đấy Có nghĩa là chúng ta sẽ reset lại ban đầu Coi như chúng ta chưa chọn gì ha Ok Thì mình sẽ khởi động máy lại một lần nữa Sau khi từ nãy giờ mình đã làm Xem là nó bị gì không các bạn thấy là bây giờ là máy nó vẫn đang chạy rất là good ha máy chạy rất là good chạy cả sẽ khởi động lại này, restart. Ok các bạn, các bạn thấy đó, máy đã khởi động lên rất là bình thường ngon lành. Các mạng vẫn bình thường các bạn nhé. Đấy, các âm thanh vẫn bình thường luôn. Đó, chúng thôi mất công các bạn lại bị thì các bạn lại bảo là do cái tool này nó tào lao này kia. Rồi, cái cái lỗi về Nvidia thì mình chỉ cài cái driver các màn hình vô thôi là xong thôi các bạn. Chả có gì đâu. Tại vì mình chưa cài cái driver các hình vô đây này. Mình càng này vô cái là nó hết báo lỗi thôi, chả có gì hết. Rồi nó đã cài xong. Bây giờ mình sẽ thử khởi động máy lại một lần nữa để xem nó còn báo cái lỗi gì hay không nha. nói chung là cái cái lỗi này là cái lỗi mà nó không tìm ra được cái panel của cái cái Nvidia này, cái này cũng chả có liên quan chẳng cả. Đây mình sẽ khởi động máy lại một lần cho chắc ăn. Ok, nó đã khởi động lên, rất là ok cái này nó vẫn báo cái này này là do là ở chỗ này này khi các bạn xài các Nvidia các bạn cài vô này nó hay có cái Nvidia đây thì nó không có nó báo lỗi này thôi cái này không không cần các bạn nhé nó kêu là cài từ cái Microsoft Store này mà ở đây mình đang xài các bạn Windows 10 LTSC cho nên không có cái Store nó báo lỗi thôi kệ xác nè các bạn ok chạy rất là good là mượt rất smooth các bạn nhé tuyệt vời không ảnh hưởng gì hết mình sẽ test phát game coi xem sao các bạn Ok các bạn đây là Battlefield 5 Rất là ok các bạn nhé Đây mình sẽ cho Chỉnh Thịt cỡ lên luôn Ultra setting Cho sướng Xem nó có lỗi gì không nha Ultra hết nha Xem nó bị lỗi gì không Ok các bạn Bây giờ mình đã vào trong game Đây You horrible bastard, Mason. let go Fuck this for a soldiers.

Ok các bạn thì các bạn thấy rồi đó Vừa rồi mình vừa test thử một vài pha game Thì nó chạy khá là mượt các bạn ha đó, Không có ảnh hưởng gì hết Để Chứng tỏ là đây là một cái tool rất là ok Thì à, các bạn có thể tải cái tool này về để trải nghiệm các bạn nhé Hello các bạn, thì vừa rồi mình cùng các bạn vừa test thử cái tool dùng để tối ưu toàn diện cho cái Windows 10 Và các bạn thấy đấy, nó khá là ok Thực chất ra thì cái tool này nó cũng là những cái việc mà mình đã từng làm trước đây Mình chia sẻ các bạn Chẳng qua là người ta gom lại thành một cái tool để các bạn không có phải là đi tìm chỗ này tìm chỗ kia để các bạn làm thôi Chứ còn, chứ còn nó cũng không có gì mới mẻ cả thì cái tool nó chạy khá là ok Các bạn có thể À, vào cái channel của bác 09 Để các bạn download cái tool này về Các bạn trải nghiệm nha Rồi cái video này mình xin tạm dừng tại đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo Bye bye các bạn